Chào mừng quý vị đã trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Trời sinh những con giáp này là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực. Chính vì thế, vào ngày 22 tháng 11 âm lịch, mọi sự cố gắng của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ và trợ lực. Các bạn cũng sẽ gặp được hảo duyên, cuộc sống của các bạn từ ngày hôm nay trở đi vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm vàng để các bạn mở rộng các mối quan hệ của mình, từ đó giúp ích cho công việc và sự nghiệp trong tương lai. Và đó là các con giáp Dần, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi. Tuổi Dần, xem tử vi 22 tháng 11 năm 2022 âm lịch, thực thần sẽ mang tới cho người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi trong ngày thứ năm này. Bản mệnh thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ, mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn. Cũng trong ngày này, những người làm việc liên quan tới sáng tạo thì sẽ có thêm những cơ hội tốt để phát huy năng lực của mình, đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp bản mệnh tạo sự ấn tượng trong vận trình sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh trong hôm nay có dấu hiệu đi xuống. Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên dành thêm thời gian quan tâm tới sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình, thăm khám sức khỏe định kỳ để loại trừ nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Ngọ, cục diện tam hợp xuất hiện có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi, cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên. Đây là thời gian tuyệt vời đối với những vận trình công danh của tuổi này. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình. Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người đã có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn. Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung đột cũng dần ít đi. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm, nên giảm thiểu được những tranh cãi, bất đồng không đáng có. Bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, nhờ chính quan trợ lực, người tuổi Mùi có thể thoải mái phát huy năng lực như là cá gặp nước trong lĩnh vực công việc bản thân đang theo đuổi. Bạn luôn biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế tùy theo hoàn cảnh, không mấy khi lúng túng. Có thể nói đây là một năng lực đặc biệt của bạn bởi không phải ai cũng có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ xuất sắc như vậy. Hãy tận dụng ưu điểm này của mình để gây ấn tượng với cấp trên, giúp đường tiến thân càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh và người ấy dễ xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đối phương và im lặng đang phải là cách mà bản mệnh muốn duy trì trong mối quan hệ của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, trong ngày được chính ấn đồng hành, công việc của người tuổi Dậu đang diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Con giáp này may mắn được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Quý nhân sẽ giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định, từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt, mang lại kết quả khả quan như mong đợi. Nhìn chung ngày này, Dậu có cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến vị trí tốt hơn trong tương lai. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, thời gian này mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vẫn giữ được sự ổn định. Tuy vì bận rộn nên con giáp này không có nhiều thời gian dành cho nửa kia yêu thương, nhưng vẫn cố gắng quan tâm để người ấy không cảm thấy tủi thân hay cô đơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất,
Nhiều tam hợp đứng bóng, thời gian này công việc của tuổi Tuất tuy nhiều và áp lực, nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi khi bản mệnh được cấp trên tin tưởng và giao cho những trọng trách to lớn, cũng như được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngày này, ngay cả việc kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc, con giáp này nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó, bởi tỷ lệ thành công khá cao. Lợi nhuận rủng rỉnh càng khiến bạn thêm kiên định về lựa chọn ban đầu của bản thân. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của bạn vô cùng êm ấm, bạn và người ấy đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đừng giận hờn vu vơ khiến cả hai mệt mỏi. Người độc thân chưa có nhiều thay đổi nhưng bạn cũng không quá sốt sắng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi đón cát khí từ cục diện lục hợp, người tuổi Hợi tha hồ đón toàn niềm vui mới trong hôm nay. Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình vào lúc không ngờ nhất. Tình yêu đôi lứa trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách càng mặn nồng và khăng khít hơn. Phương diện tài chính cũng khởi sắc, con giáp này nên tận dụng thời cơ để cầu tài cho mình, tiến hành những kế hoạch quan trọng như mở rộng quy mô kinh doanh hay khai trương mở cửa hàng, tranh thủ may mắn đang có. Công việc cố định cũng đang rất suôn sẻ, thuận lợi hơn trước đó. Bạn tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại, những điều trước đây cảm thấy khó khăn thì giờ không còn nữa, áp lực không còn đè nặng lên đôi vai bạn như trước. Xem tử vi ngày 22 tháng 11 năm 2022 âm lịch thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong hôm nay, cũng nhờ có sức khỏe mà bạn có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là kim bạc kim, ngày Nhâm Dần thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá Hợi tuyệt dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Canh Thân và Bính Thân. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.